Sáng ngày 24 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An tổ chức hội nghị lần thứ 2, tiến hành sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, thống nhất chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, đã biên soạn, phát hành 400 tập sách lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An giai đoạn 1930-2020, 400 tập san Những bông hoa đẹp, cán bộ mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019-2024 và tổ chức hai đêm liên hoan văn nghệ tiếng hát đại đoàn kết năm 2024. Công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp phản ánh ý kiến của cử tri được thực hiện hiệu quả. Các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào đoàn kết sáng tạo được triển khai đồng bộ, xuất hiện nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh được chú trọng. Ủy ban Mặt trận thành phố cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp với một số cơ quan theo chương trình kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân và tình hình kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng qua và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm theo quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận thành phố đã thông qua một số nội dung quan trọng và tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, khen thưởng các đơn vị Thanh Hà, Cửa Đại, Cẩm Châu và Cẩm Thanh, và khen thưởng các tập thể đạt giải trong cuộc thi triển lãm ảnh, hiện vật, chủ đề, dấu ấn nhiệm kỳ. Kết quả: Minh An giải nhất, Sơn Phong và Cẩm Hà giải nhì, Cẩm Phô và Tân Hiệp giải ba, Cẩm Châu và Thanh Hà giải khuyến khích.